For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết chúng tôi vừa cập nhật. Trấn Thành lý giải vì sao tiêu tốn 50 tỷ đồng sản xuất phim Mai. Cởi mở khi tiết lộ về kinh phí làm phim Mai, Trấn Thành cho biết đã chi lố tay để đã cái nết khùng của mình nên chi gần 50 tỷ đồng cho thể loại phim tình cảm. Mới đây, sự kiện showcase dự án phim Mai của Trấn Thành, đạo diễn và đầu tư đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi ra mắt quy tụ dàn diễn viên của bộ phim như Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Uyển Ân, Khải Như, Quốc Khánh, Anh Phạm, Ngọc Nga, Lộ Lộ, Kiều Linh, Ngọc Nguyễn và đạo diễn Trấn Thành. Tại sự kiện, Trấn Thành hé lộ Mai là tác phẩm có nhiều điểm khác so với Nhà bà nữ, điển hình là sự cân bằng giữa yếu tố hài hước, lạc quan và tình cảm lãng mạn cùng câu chuyện chân thực gai góc về cuộc đời. Trấn Thành nói, phim của tôi không bao giờ thiếu diễn xuất nội tâm vì tôi rất thích khai thác tâm lý của con người, nhưng cũng không thiếu sự hài hước. Dẫu có cỡ nào thì cũng phải cho người ta dễ thở nữa. Nó giống như là gia vị trong cuộc sống giúp cân bằng lại. Mọi người yên tâm là Tết này ra rạp với Mai sẽ trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, từ tâm lý, gia đình, hành động. Tôi không biết gọi tên phim này thuộc thể loại gì, nhưng tôi tin rằng khán giả sẽ được trải nghiệm đủ màu sắc. Như lời chia sẻ đầu sự kiện, đã đầu tư hơi lố tay cho dự án phim tình cảm như Mai. Khi được hỏi về con số cụ thể, Trấn Thành bày tỏ: thực sự mà nói về kinh phí phim, tôi rất xấu hổ. Cái nết tôi là muốn làm nhiều, chứ đáng lẽ bộ phim này không nên đầu tư mức tiền đó. Với mức kinh phí rẻ hơn, người ta vẫn làm được. Nhưng tại cái nết tôi phải quay nhiều ngày nên tiền kinh phí đội lên, do ngày quay bị dôi ra, phải dựng nhiều cảnh giả hơn, phải mướn nhiều máy quay xịn hơn, phải trả thêm cho diễn viên, ekip những ngày quay thêm đó. Ví dụ bối cảnh chung cư, đoàn phim khác có thể tận dụng bối cảnh nội thất có sẵn để quay, nhưng tôi không chịu, muốn có góc máy đẹp, cảnh đẹp nên bỏ tiền ra dựng nguyên một cái chung cư khác. Đó là do nết khùng của tôi, cho nên kinh phí phim cũng gần 50 rồi, tức gần 5 tỷ đồng. Đó là do cái nết khùng của tôi cho nên kinh phí phim cũng gần 50 rồi, tức gần 50 tỷ đồng. Là một bộ phim tình cảm mà với giá đó cũng hơi không hợp lý cho lắm. Nhưng mà thôi, coi như là lâu lâu mình muốn làm cái gì đó đền đáp lại tình cảm khán giả dành cho Thành sau hai phim trước. Thành dáng làm tốt nhất những gì có thể để khán giả được xem những thước phim đẹp nhất. Đó là điều Thành muốn trước tiên, còn tới đâu thì hay tới đó đi. Cái nư làm phim nó kỳ quá, nhưng mà hy vọng cái nư này sẽ mang lại cho khán giả chất lượng đúng như kỳ vọng. Theo dòng chia sẻ về quá trình làm phim, Trấn Thành cũng cho biết đã chọn những thiết bị hiện đại đắt tiền nhất ở thị trường Việt Nam để tạo ra đứa con tinh thần này. Đạo diễn phim Mai nói, như DOP Diệp Thế Vinh kể, Thành đã sử dụng tất cả những cái máy xịn nhất ở Việt Nam hiện có để quay, dù chỉ là một phim tình cảm, từ máy quay TwinX, Flycam, tay cẩu, Steadicam. Nhất là một con robot có giá thuê mấy ngàn đô một ngày chỉ để quay cho những phân cảnh tình cảm trong nhiều ngày. Đó là lý do tiền làm phim đội lên rất nhiều. Vì thế Thành hy vọng với sự đầu tư nghiêm túc này, quý vị sẽ cảm nhận được khi xem phim. Bên cạnh việc đầu tư tối đa cho thiết bị, âm nhạc của phim cũng được Trấn Thành thực hiện tương tự. Nam đạo diễn kể, anh đã tìm kiếm việc và đã làm việc với nhiều nhà sản xuất âm nhạc trong lẫn ngoài nước để có được nhạc phim ưng ý nhất. Sau cùng, Trấn Thành một lần nữa khẳng định phim Mai là phim tâm lý tình cảm. Nhưng anh đầu tư bằng tất cả tâm huyết và nỗ lực. Nội dung phim kể về Mai, người phụ nữ ngoài 30 tuổi có quá khứ buồn. Cô làm nghề nhân viên massage nên thường bị những phụ nữ hàng xóm đồn đại là làm gái. Khi tình cờ gặp Dương do Tuấn Trần thủ vai và nảy sinh tình cảm, cuộc đời Mai có những thay đổi cũng như buộc cô phải đối diện khó khăn một lần nữa để tìm lại chính mình có được hạnh phúc đúng nghĩa. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.